hoa. Mua gà đi. Bán ra, bán ra, bán ra. Ừ, lấy cho mọi thu mà không thấy. À, thế á? Ừ. Đấy, cô mua liền, hỏi đấy. Mua đi. Nào? Không lấy đi. Không có cả mái à? Không mang được, nhiều. Trên nhà có đầy cả mái. Đấy, ai mua rau nữa này? Rau ngon. Rau sạch đấy. Ừ, rau sạch đấy, rau nương đấy. Như anh lên không có mép về bây giờ. Cứ tư lắm không phải. Không có gì. Nhanh thế. Sao hỏi gà đi mày rau rồi thế này. Từ từ đã. Dần 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 sang chụp anh kiểu nhanh lên một tí. Trời ơi. Chị mới chụp gà đây. Chị gà hai. Này, đâu đưa đi nhá. Bóp bóp cái con. Hai trăm rưỡi một con. Thế là không rẻ thôi. Rẻ thôi, gà rừng mà. Anh nghĩ là tôi nhớ là sẽ có. Có hai cốc gà giống ấy. Mười lâu. Giờ em cho tiền còn chịu anh đi. Bao giờ em cứ nên tức là. Em mang về em mua em để đi hỏi vợ em Cường. Thôi Thiên. Không bao giờ có gà rẻ hơn được đâu. Em lấy hai bó ạ. À? Cứ lấy đi. Hai con á? Hai lấy ba em. Lấy mấy em? À. Ba luôn á? Sáu. Quả nó hơi rẻ nhỉ? Con thì có bán cho mang mua hết thì có chuyện gì? 300, 300. Con nuôi mà. Có túi à? Đây, đây, cho một cái túi nữa đi. Mấy nghìn bó đi chú? À, 5.000 bó em ạ. Cho cháu một bó. Vâng, em lấy đi. Cháu lấy. Không nhanh nào hết. Không nhanh nào hết. Vâng, không nhanh nào hết. Nhanh nào hết bây giờ. Mua gà đi. Nhưng mà nó cứ tối tối gì nhỉ? Mất điện thoại 2, 13, 14 vào. Không có tối nào ấy. Phải chứ. Anh nhìn này. Má trắng, chân trắng có cửa đâu mà đâu ra. Đúng rồi, như đây để mà đợi rồi á. Mà để vào xe đã. Cá rừng nó chỉ tế. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
gà rừng đấy bác ạ. Nó đi làm Sài Gòn với con nhà anh Hoa, nó làm trướng lắm như à. Nó làm nha khoa mấy tháng 10 triệu con lành, nó biết con về con khổ, con về rồi. Hai
nhìn nó ngon. Chị không được xem rồi, xem chăn mấy chị ngồi đây, bắt đầu cháu này quay vào ấy rồi ạ. Đẹp thật đấy. Đây mà ai lấy gì ra đây lấy luôn này, đang ở đây này. Con ba con rồi đẹp thế.
là bây giờ thì nó đánh nhau ấy. Còn có mấy con kia đánh nhau mà. Về xin về. Đây này, về chị gái mày. Đây lấy đi. Con đúng mày. Con này này. Lấy một con nhưng mà nói đi. Về cái hay không? Mồi là mồi được đây. Mày nghe cái nó cười này. Mua đâu. Lấy về nó. Nó đang giật rừng gì nữa. Nó đánh là giật. Đây là lúc con á. Ừ. Còn nhưng mà lấy mà nó ngay lấy đi là măng đàn đây rồi lấy đi. Không em định nghe giọng em mới lấy cơ. Mình không có mạng, em không có mạng không? Đấy lớn con mới nuôi có 200 con mà. Đấy 200 một con á? À? Vâng. 200 một con. 200 một con em muốn đưa. Không bao giờ có rẻ hơn nhưng mà này xem này. Đúng là rừng này má trắng này chân đen này. Đúng là không phải ở đấy. Nói thì nói bỏ da trắng này. Nói bỏ da trắng này. Còn đây đi mua cứ thử ra ngoài và mua gà rừng em không có con này không có 700-800 và hình đuôi thì nhiều. Ờ đấy. Có các khu nó block cái dưới sân phố dưới này nó thì chỗ này. Giặc các khu này. Con gái ấy thì nhường nhảm chỗ thì mang điện thoại đây em mở cho em. Thì không bỏ mà. Không bỏ. Giờ vẫn khỏe đấy anh. Lâu lắm cũng con này già hơn này, con này cũng là dài. Ừ. Nhưng mà theo kinh nghiệm của anh nuôi thì là con nào là non nhất ạ? Lấy con này đi. Con này màu thẳng này. Con này màu nó thẳng đấy này. Con đấy đi. Bao nhiêu tiền một con? 200 con. Đấy, lấy con nào lấy. Rất đẹp này, tượng này đẹp. Gà rừng chính thức. Đây là tượng là gì? Ừ? Đây mình là dân tộc Mông. Mông. Cà phô này à? Ừ. Con chó à? Ừ. Cái tốt không? Có là cái rừng mà đây này, nhìn là không. Má trắng này, chân đen này. Lấy con này lấy đẹp này. Dạ. Em chào anh nhá. Ừ, cảm ơn nhá. Thế là nó còn đúng một con. Một con nó về thôi. Em lấy nó đâu anh con này. Nhanh quá, gì đã bị chín nữa rồi.
gì. Rồi đi này này. Bánh tiền cái. Đây là mật ong ngon thế nhỉ? Mật ong của nhà. Không mà nhìn cái mật ong thì ngon đấy. Áo này liệu vừa anh không? Vừa đảm đấy, vừa. Nó có số mà. Thử xem nha. Lấy hai cái bớt cho em tí, nhiều đồng em vẫn mới cái được 10.000 á. Nói chung là lãi thống nhất cũng phải lãi lớn quá. Ha ha ha!
Thank you.